qua để ủng hộ kênh Dòng Máu Lạc Hồng của mình và kênh Nguyên Ngọc luôn TV luôn nha các bạn. Hôm nay là hai anh em tôi hợp tác đã quay một cái video clip mà về cái món ăn là dân dã đồng quê, món gà ác nướng trong lòng bắp cải, mà từ đó giờ là chưa có một ai là làm món này. Hôm nay là hai anh em tôi thực hiện cái thử thách làm cái món này xem sao nha các bạn. Các bạn biết rồi, từ trước đến giờ là món gà ác thì nó rất là dai, người ta chỉ hầm lẩu thôi, hấp lẩu thôi cho cái thịt gà ác nó mềm là mình mới dùng được. Nhưng mà mình nướng á, mình nướng các bạn đã biết thịt nó dai rồi, mà nếu mà mình nướng á, có thể là ăn không được. Nhưng mà đây là thử thách, hai anh em mình sẽ cố gắng thử thách xem thử coi có ăn được hay không ha. Mong là các bạn sẽ xem hết cái clip này của hai anh em mình, và cũng cảm ơn các bạn, các bạn nhiều. Và sau đây hai anh em mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số dụng cụ để chúng ta chuẩn bị cho cái món này nha các bạn. Giấy bạc, đây là giấy bạc để gói bắp cải lại nướng nha các bạn. Rồi đây là con gà ác nè. Đó, con gà ác nguyên con luôn nha các bạn. Nguyên con luôn, mặn con. Mới vừa làm xong. Đây là dĩ nướng và than nha các bạn. Đây là những cái dụng cụ cần thiết để mình thực hiện cái video clip này. Các bạn đừng quên nhấn nút like, đăng ký kênh Nguyên Ngọc và kênh Dòng Máu Lạc Hồng của hai anh em chúng tôi, hoàn toàn miễn phí, để có cơ hội là người đầu tiên xem những cái video mới nhất của hai anh em chúng tôi nha các bạn. Bây giờ mời các bạn theo chân hai anh em tôi bước vào cái giai đoạn quan trọng của clip nha. Rồi, xin chào. Bây giờ là cái công đoạn mà mấy anh em tôi là chọc gà ra để ướp gia vị. Rồi xong rồi mấy anh em tôi mới ra đồng chặt bắp cải để vô là bỏ gà vô nướng nha các bạn. Công đoạn này mới ướp gà thôi. Gà rất là dai luôn. Gà này gà trống á. Bây giờ là anh em của chúng tôi ra đồng để tìm những bắp cải nào to mình bẻ vô để mình nướng gà nha các bạn. Đây là cái lực lượng rất là hùng hậu luôn đó các bạn, xem mình kiếm mấy cái bắp cải nào mà to đi mình bẻ nó. Đúng chưa? đâu bắp nào đâu. Xuống đi anh em, đi theo đi theo chú đó, đi giữa luống nha, đừng có đi đạp bắp cải nữa nha. Kiếm mấy cái bắp nào im ấy, đừng có bước lên. Chọn cái bắp nào được. Bắp này cũng bự quá nè, chưa, để mình kiếm bắp nào ngon đi. Và cái lực lượng nhí đi theo mình rất là đông nè các bạn. Mấy đứa kiếm tiếp chú nha, coi bắp nào ngon rồi mình hả cắt nha. Bắp đó ngon không? Cuối cùng chúng ta đã tìm ra được một cái bắp cải to đầu tiên nha. Đây rồi, hết sức to không lộ luôn. Rồi, cải không lộ luôn á. Rồi giờ chọn bắp này được rồi ha. Rồi cắt đi con. Từ từ thôi nha, cắt từ từ thôi, từ thôi. Rồi lấy bắp đó đi. Rồi. Cắt xong ôm cái bắp cải lên khoe nha. Từ từ thôi. Nha. Bình tĩnh, không có gì gấp gáp hết. Rồi. Ôm lên. Bắp ngon không các bạn? Đó. Rất là to luôn. Rồi,
Sau khi mà anh em tôi ra đồng chọn được một cái bắp cải ngon rồi, ban đầu mình định là cắt hai bắp để phòng trường hợp mà nó bất chắc, thôi bây giờ cắt bắp được rồi các bạn ơi. Bây giờ mình công đoạn là mình đi vô để mình tìm cái chỗ vị trí nào để mình sẽ nướng gà cho các bạn xem. Theo sau tôi là một cái lực lượng rất là hùng hậu đó, bao gồm mà có những cái diễn viên nhí và kênh Nguyên Ngọc TV luôn nha các bạn. Theo sau của tôi. Gà hát đã dồn vô bắp cải, anh em chúng tôi là quấn bằng cái tấm da bạc để nướng bằng than nha các bạn. Đây các bạn xem. Rồi, tạm thời để đây đi, bây giờ mình đào cái lỗ. Đào cái lỗ để mình đốt than rồi mình nướng nha. Mình sẽ nhờ cái anh Nguyên Ngọc TV này đào cái lò để nướng nha các bạn. Rồi đào đi anh. Trước khi đào thì mình xin phép làm bùa cúng hổ điện anh em. Rồi đào đi, đào đi. Điện linh đinh phù hộ cho kênh Dòng Máu Lạc Hồng đạt được nút vàng của YouTube. Cứng quá thì cứng luôn, phải nãy bên kia dễ đào. Đổ nước vô. Có cây sủi không? Đổ nước. Không có. Để nước kìa. Lấy nước đổ vô nha. Đổ nước kia cho mềm. Sẽ là cái thử thách cuối cùng nha các bạn. Sau khi mà mình nướng ở trên cái vỉ than đó là mất hết 30 phút. Thì bây giờ mình sẽ để cái bắp cải xuống than luôn. Và mình nướng bằng cái một số con lửa ngọn này cho nó cháy hết. Hy vọng là sau khi mà nó cháy hết những cái lá trong đây là cái bắp cải này sẽ chín nha các bạn. Quá thơm luôn rồi đó.
lửa quá mạnh rồi mình. Quá mạnh luôn. Quá đẹp. Đó. Hy vọng là nó sẽ chín. Lửa cháy quá đẹp. Rồi mình đã chờ chút xíu nha các bạn. Sau khi mà cái ngọn lửa nó kết thúc, bây giờ mình thấy nó đã có mùi thơm này nha các bạn. Chắc có thể là chín rồi, bây giờ xúc đi anh. Ừ, giờ xúc qua đi nha. Nóng lắm. Rồi, lăn lăn lấy cây đi, dít lăn lăn lên. Lấy cây kẹp hả? Công đoạn này là mình nhờ mấy bạn trẻ và cái anh kênh Nguyên Ngọc TV hỗ trợ mình nha các bạn. Đó, chảy nước, ấy nó bị ngược bắp cải rồi, nó chảy nước. Nó bị ngược cái nắp. Chảy hết trơn nước ngon luôn rồi, nước ngọt. Quay lại, quay lại. Vậy vậy lấy cái vậy vậy. Quay lại. Chỉnh cái vậy, chỉnh cái rồi rớt gà hết rồi. Rất là tiếc. Rớt gà này các bạn. Lại đi vậy tới. Rồi bây giờ khiêng lên. Rồi, đợi đi. Sao đâu? Dạ, đã chín. Rồi, rớt cục thịt ra luôn. Ui, rớt ngồi ra, quá thêm ơi. Cầm cầm này không có nóng đâu, cầm đi, cầm đi. Ủa, ừ, lấy cái cây ra, bỏ cái cây đi. Chắc cho đều đều nó rớt. Lấy cái cây ra. Ừ, rồi, bưng nè, lên nè. Bưng nè, mà tránh mấy đứa. Bưng cái cây ra nữa nè. Đó. Khui hàng nha. Rồi, đem lên trên luôn, đem lên trên luôn. Ừ, bưng cái cây ra nữa nè. Ôi, để nguyên đó đi, ông quay ông. Anh Trinh, ừ, có chừng gớt. Rồi, anh Trinh luôn anh. Ừ. Bỏ lên cái dĩa này luôn nè. Đó. Đó, bây giờ mình thử dùng nha. Giờ lấy banh cái giấy bạc ra đi, rồi cái lấy cây dao cắt ra bốn hướng vậy nè. Thơm quá các bạn ơi. Thôi, nhíp ảnh ra thôi rồi. Gần một tiếng đồng hồ của hai anh em tôi thì cuối cùng nước đã trào gần mới các bạn, rất là thơm luôn. Nước chảy ra nãy trong cái quá trình quá. Di chuyển lên đây này. Khoan 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 khoan, các để quay cho các bạn xem cái, quay cho các bạn xem cái. Bạn hướng màn hình gần lên nha. À, giờ khói lên cũng ngút thơm quá các bạn ơi. Móc ra là trong. Ờ dạ, dạ. Ừ, lấy đũa gắp lên nha. Lấy đũa đẹp quá. Để ăn là lát ăn cái đó nữa. Khoan khoan khoan, quay cái nha, quay cái nha. Đó, khói lên nguồn ngút luôn. Khói lên nguồn ngút luôn. Chụp hình lên. Mấy nhỏ đứng nó chờ ăn sẵn chân mà. Mày coi cái dứa phải làm chưa? Thưởng thức nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bung cái bắp cải này ra và lấy những cái thịt gà để các bạn xem. Mời anh lớn đi dùng dưới, anh lớn ơi. Nè, lấy cái dao cắt ra gì nè. Ra hành, ra hành. Thơm quá các bạn ơi. Dạ. Ăn thử đi, ăn thử đi. Để mình sao nói cho mọi người biết rồi cảm giác quá thơm ngon luôn. Để mình thưởng thức cái hương vị này nha các bạn. Ăn trước đi, ăn cùng đi. Báo quê, báo quá. Chúng mới đang chạy bánh cùng. Chạy đi khỏi nước không ăn cục. Ra hành. Thơm mùi hương vị của bắp cải các bạn. Yeah, yeah. Ăn thôi. Ăn cái lẹ. Rất là thơm ngọt luôn. Mùi hương vị của bắp cải nha, mùi hương vị của đồng quê nha. Hôm nào các bạn có xem cái clip này được, các bạn cứ làm theo mình ăn đi, bảo đảm không ngon. Các bạn cứ vô cái kênh mình quăng gạch quăng đá cho mình lụm hết. Rồi, rất là ngon, thơm. Rồi cho mấy nhóc vô thử anh. Ừ. Kìa công quay kìa. Chắc là thơm luôn các bạn. Một cái hương vị mà gà ác nướng chung bắp cải nha. Rồi cầm đi, tôi ăn cục luôn, chạy tôi lên màn hình chứ coi. Đứa ăn cục rồi thôi. Không đủ rồi. Bỏ biết thử cục coi. Quá ngon luôn. Ăn thử anh kênh Nguyên Ngọc TV. Bây giờ Nguyên Ngọc TV là bắt đầu ăn nha anh em. Đứng đó thưởng thức luôn.
Thằng nhỏ này ăn chưa? Rồi, xong. Xong rồi đó. Dài quá. Cái này mình ngó nước chấm nữa đã. Có nè. Ngon không? Anh cho cảm nhận về cái thịt gà nướng trong. Ủa nãy giờ chưa chấm nè. Ăn nước chấm gì, nước chấm gì nói nha. Chao, nước chao. Chao nha anh em. Chấm chao. Nướng mình ban đầu mình cứ nghĩ là khô nhưng mà cuối cùng rất là mềm nha. Đứng ngay ngay lên, đứng ngay ngay lên ơi, đứng ngay đứng. Đông rồi đó. Vẫn còn độ dai của con gà. Nhưng mà cảm nhận nướng trong bắp cải như thế nào? Nó thấm cái vị ngọt của bắp cải. Ngọt nước của bắp cải ra làm cho cái thịt gà nó mềm. Thơm. Mấy đứa cảm nhận mấy đứa ăn như thế nào? Ngọt không? Thơm không? Thơm. Đây nè, cho khán giả biết rồi, hai đứa cảm nhận ăn như thế nào khi mà gà nướng trong bắp cải? Ngọt, thơm. Thơm mùi gì? Thơm mùi cải. Bắp cải này là bẻ mới vừa cắt trực tiếp từ cái luống cải ra là mình để gà vô mình nướng liền đó các bạn. Giờ dở cái này để xuống dưới đi, cái lấy cái dĩ ra đi. Rồi chưa rồi. Rồi. Dạ dạ. Nguyên Ngọc TV với Dòng Máu Là Hồng. Cuối cùng xin tạm thời gác lại cái clip nướng gà trong cái bắp cải ở đây ha. Mong các bạn xem, like và cuối cùng nhớ ấn đăng ký cho hai kênh của hai anh em tôi ha. Là nhớ là Dòng Máu Lạc Hồng và Nguyên Ngọc TV nha các bạn. Rồi tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn đi các bạn. Các bạn. Chào. Nhớ like nha, nhớ like share nha. Subscribe, like và share nha các bạn.